Hello các questioner thân yêu, là Queen đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một video back to school. Hãy cùng nhau trang điểm biến hóa cái gương mặt đầy mụn thâm này trở nên xinh đẹp hơn để tự tin đi học nha. Đầu tiên thì mình sẽ phải skincare. Mình sẽ dùng toner gạo của Amphrom. Bạn này thì chứa tới 77.78% là chiết xuất từ gạo cơ. Với texture dạng sữa trắng như thế này thì khi apply lên da thì thứ nhất là nó sẽ cấp ẩm cho da của chúng ta. Thứ hai là nó sẽ mang lại cái hiệu ứng là căng mọng và sáng tươi tắn hơn cho da. Tiếp theo mình sẽ dùng tới gel dưỡng ẩm của Amphrom Vitamin C Water. Bạn này thì sẽ làm đúng chức năng là cấp ẩm cho da, da dầu, da khô đều dùng được. Thế nhưng mà sẽ phù hợp hơn cho các bạn mà có da thiên dầu. Với da khô của mình buổi sáng thì mình thoa cái lớp mỏng thôi để nó nhẹ mặt. Lát nữa thì mình còn thoa kem chống nắng nữa. Rất sorry mọi người nếu như ánh sáng video hôm nay không được tốt lắm. Thì bởi vì hôm mà quay video này thì mình chuẩn bị quay trời đổ mưa sầm xì luôn. Thế là mình phải dùng ánh sáng bằng cái đèn ring light. Nó không phải là ánh sáng tự nhiên nên hơi bị lóa một chút, mọi người bỏ qua nha. Bước skincare cuối cùng thì mình sẽ sử dụng tới kem chống nắng. Hôm nay mình sẽ dùng bạn Claire's Midday Blue UV Shield có SPF 50+ và PA 4+. Bạn này thì là dòng kem chống nắng vật lý mới của nhà Claire's. Và vì là kem chống nắng vật lý thế nên là nó không tán quá nhanh giống như là cái dòng Soft Airy UV đâu mọi người ạ. Nên mọi người sẽ thấy là cái texture của nó hơi bám ở trên da của mình lâu lâu một chút xíu. Và mình cần chấm những cái điểm nhỏ, sau đó thì phải vỗ để nó tiệp nhất vào da. Lúc đầu khoảng 1-2 phút đầu thì nó có vẻ không được thích thú. Thế nhưng mà sau khi mà nó đã tiệp vào da rồi thì đây mọi người thấy không, nó rất là mịn và đều màu, không hề để lại một cái màng trắng xấu xí ở trên da. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng Claire's Illuminating Supple Blemish Cream để che đi tất cả những cái vùng da không đều màu và cả những cái vết thâm ở trán cũng như là ở cằm của mình. Trời ơi, đợt này mình siêu nhiều thâm luôn ấy. Mụn thì không còn nhưng mà rất là nhiều thâm. Cái bạn kem nền này của nhà Claire's thì nó không che phủ quá tốt đâu. Thế nhưng mà nó vừa phải để làm mờ đi những cái vết thâm ở trên da của mình và mang lại cho mình một cái lớp nền glowy Hàn Quốc chứ không quá bị dày giống như là một số những cái loại foundation khác của Âu Mỹ. Nhìn trong camera thì có thể là mọi người đang thấy cái lớp nền của mình nó bị sáng quá so với da mặt, nhưng mà thực tế là do hiệu ứng của cái đèn ring light trước mặt mình nữa chứ không hẳn là tại cái nền này sáng hơn đâu, nên là mình phải nói như vậy để các bạn có thể yên tâm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng tới bảng mắt BH Cosmetics có 26 màu. Thật ra thì mình thích cái bảng này vì nhìn nó rực rỡ, nhưng mà đến lúc mà mình dùng ấy thì mình cũng chỉ dùng có 3-4 màu là chủ yếu thôi. Ví dụ như mắt chẳng hạn thì mình chỉ dùng có duy nhất một màu cam ở trong bảng này là mình sử dụng nhiều nhất. Tiếp theo thì sau khi mà tán phấn mắt xong một màu cho nhẹ nhàng thôi thì mình sẽ sử dụng The Face Shop In Graphy để kẻ mắt. Cái cây kẻ mắt này là một trong cây kẻ mắt mình thích nhất vì giá thành rẻ, dễ mua, rồi cái đầu ngòi của nó rất là mảnh, kẻ rất là dễ và không dễ bị tuẻ ra ấy. Một số loại bút khác mình dùng thì nó rất là hay bị chọc đầu ngòi vào đâu đó, chẳng may bị rơi là nó sẽ bị tuẻ cái đầu ngòi ra. Tiếp tục với bảng mắt của BH thì mình sẽ dùng những cái ô to nhất ở phía dưới để tán màu má. Cái màu má của bạn này cũng khá là xinh, nhưng mà chất phấn của bạn này thì mình thấy không thực sự thích lắm. So sánh với Morphe 35O thì mình vẫn thích cái bảng mắt của Morphe hơn. Tiếp theo thì mình sẽ điểm một chút xíu bột tán mày vào phần đuôi chân mày. Chân mày của mình thì khá là đậm rồi, thế nhưng mà phần đuôi thì nó không được đều màu lắm. Thế nên là mình tán một chút xíu để nhìn cho nó không bị lố quá. Vì khi mà make up toàn mặt ấy mà cái chân mày không kẻ để cho nó đều ấy thì nhìn nó sẽ kiểu không được hoàn thiện ấy. Cuối cùng là son thì đầu tiên mình sẽ dùng Merzy Melatonin màu M3. Đây là một màu cam gạch sáng, khá là dễ dùng cho mọi lứa tuổi, mọi tông da. Và cái chất son của bạn này cũng mịn, tán mỏng nhẹ trên môi lắm. Để mà đôi môi được bóng hơn thì mình sẽ thoa một cái lớp mỏng Roman màu 08 Apple Brow. Đây cũng là một cái son mà mình rất thích. Vậy là rất nhanh chóng mình đã hoàn thành xong make up hôm nay rồi. Hy vọng là qua video thì mọi người đã có thêm một chút xíu cảm hứng để xinh đẹp hơn đi học. Chúc mọi người có một năm học mới thật vui và có thật nhiều thành tích nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người luôn xinh. Bye bye.